khán giả biết bao nhiêu người xót thương, rồi cũng không biết nói gì hơn, thì hôm nay là chú tới đây để mà chờ liệm, để rồi đốt cây nhang cuối cùng để đưa anh Tài chiều nay phải đi qua bên Mỹ. Bây giờ khi nói thì bắt đầu nó nghẹn, nó không nói được nữa. Thì thôi, để chú chỉ có mấy lời đó thôi. Trong đời thường á thì Chí Tài thật sự là lớn hơn chú 1 tuổi, nhưng mà bất cứ đi đâu thì chú cũng gọi bằng em hết á, lại đùa giỡn với nhau, đó là cũng một cái kỷ niệm đời thường. Còn trên sân khấu á, thì chú quay chung với lại anh Chí Tài rất là nhiều, và thậm chí có những cái chương trình ở bên hải ngoại mà về đây quay của 10 mấy năm trước đó, thì chương trình Hoa Biển đó, thì chú Chí Tài cũng ăn dầm nằm về với nhau suốt từ thành phố Hồ Chí Minh rồi ra với cả miền Trung suốt một quá trình đó, và cũng là một cái kỷ niệm để lại nữa. Thì cũng không có xa, là cũng là gần đây Chí Tài cũng có nhờ chú viết một cái kịch bản cho anh Chí Tài về Mỹ diễn, thì chú cũng đã hoàn thành, và cũng cùng nhau rồi tập vợ rồi dựng cho ảnh để mà ảnh qua bên đó ảnh diễn. Thì rất nhiều ngồi ăn cơm rồi hoặc là uống cà phê hay là uống nước gì đó, thì anh em thì ngồi chung với nhau cũng rất nhiều lắm. Cái con người mà có cái tính cách nào anh Chí Tài đã rất hiền và anh rất nhiệt tình, từ trên sân khấu luôn luôn giúp tất cả các em út cũng như là bạn bè, qua những cái chương trình anh em nào mà làm live show hay làm kỷ niệm chương trình gì hãy mời anh Chí Tài, anh đều giúp hết. Đấy, và anh giúp phải nói là rất là nhiệt tình. Ví dụ cùng diễn một cái vở này là tôi có nói kỷ niệm tập dượt cùng nhau rồi ăn chung làm về nhau rồi có cũng nhiều lắm không? Tất nhiên là nhiều lắm, nhưng mà cái kỷ niệm mà quan trọng nhất á, là cái kỷ niệm 38 năm của chú biểu diễn tại Trống Đồng, thì Chí Tài có tới giúp chú để diễn cùng chú chung với lại Cáp Phượng. Đấy, thì anh em cũng vô Trống Đồng rồi mấy ngày trời để mà tập giờ cái trong sân khấu Trống Đồng á, cũng nhiều. Cái lúc đó thì có cái kỷ niệm nào vui mà hoặc là kỷ niệm nào đáng nhớ? Có chứ, tại vì cái tiết mục đó đó là cái tiết mục á là anh Chí Tài làm cha, mà chú là cái thằng con rể, nhưng mà trước đây là hai thằng là bạn thân với nhau, rồi lắm lúc rồi nhiều khi trong cái kịch bản đó chú viết đó, là nhiều khi hồi cái chú nóng lên cái chú kêu Chí Tài cha vợ bằng mày luôn. Chí Tài bắt bẻ cái chú mới nói một câu là ủa tao với mày là bạn mà bây giờ tao làm con mày, mày đừng có ăn hiếp tao chứ. Rồi cũng có những cái như thế, mà bây giờ thì coi như là không còn gặp được rồi. Chỉ ngày hôm nay là cái ngày chót ở tại đây, để rồi vĩnh viễn sẽ không còn gặp nhau nữa. Chú anh như tôi nói là chú với Chí Tài á, là gắn bó như vậy thì mọi người nói Chí Tài luôn luôn cười vui vẻ, và có bây giờ chú thấy một cái khoảng cách mà chú Chí Tài buồn không? Với chia sẻ là cái chuyện buồn tâm sự không? Chú chưa bao giờ mà thấy Chí Tài khi gặp anh em mà Chí Tài buồn hết, lúc nào cũng cười vui, chưa bao giờ có một cái nét buồn. Nhưng mà hầu như là khoảng 2 năm nay thì Chí Tài gặp được vui, nhưng mà chú nhìn được cái tướng đi của anh Chí Tài và cái sắc mặt của Chí Tài bị xuống rất là rõ ràng. Tuy nhiên là Chí Tài có bệnh mà Chí Tài không muốn nói, chú biết. Hỏi thì Chí Tài nói là bị khớp, đi chân thì rất yếu, chân đi rất yếu và đi chậm chạp, và chú đã biết gần 2 năm nay rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ Chí Tài anh không nói thì làm sao? Tình cảm cũng như là yêu thương anh Chí Tài, mà Phúc nghĩ là cái điều này đã
thấy cái sự yêu thương của mọi người dành cho ảnh Phúc không cần phải nói nhiều nữa, và ai cũng thương yêu ảnh. Nói chung là khi nghe những gì đến với ảnh thì cũng hơi bất ngờ, và cũng chỉ biết là cầu mong cho anh được vãng sanh và sẽ về thế giới bên kia có một cái nơi an lành hơn. Làm sao tốt nhất thì đưa linh cữu anh về Mỹ thôi. Còn giờ đâu có dám điện, biết bao nhiêu người để điện rồi tâm trí nào mà vợ của ảnh nghe được. Giờ này không có sức khỏe nào để cầm điện thoại đâu. Thắng Ba biết rồi đó, cho nên mình phải giữ cái sức khỏe. Luôn tới vô trung tâm pháp y, anh không muốn vô. Anh không muốn nhìn sự thật, không muốn nhìn hình ảnh đó. Cho nên là đứng bên ngoài nhìn vô, biết ảnh nằm ở trong trung tâm pháp y đó, nhưng không, chúng em không vô. Thì vô nhìn cái đó cái mình càng sốc hơn, buồn là buồn hơn. Cho nên không vô, thà để ảnh yên liệm xong rồi mình mới là giếng ảnh để từ giã anh, và mãi mãi không gặp ảnh nữa rồi. Là điều đó thôi, chứ không muốn nói gì nữa. Rất buồn, rất buồn. Em hỏi thêm chứ, từ trước giờ anh với anh Chí Tài có những kỷ niệm đẹp nào có thể chia sẻ? Đẹp thì cũng nhiều. Anh em tụi anh thì quá kỷ niệm. Nói về nghệ sĩ, mà đối về cái lĩnh vực hài này, cái kỷ niệm nhiều lắm. Thì những kỷ niệm đó mình không nói như nhiều được, tại vì nó xảy ra rất là bất ngờ. Không, kỷ niệm nó nhớ ra lúc này cái đầu mình không có gom lại những kỷ niệm đó được, tại vì lo, bây giờ lo ảnh như thế nào đây, bây giờ trước mắt thấy anh nằm xuống rồi cái mình lo buồn không à, chứ không có lo nhớ. Khi đó anh nhận tin anh mất thì anh nói chung cũng như mọi người, không có nghĩ là lá cải, ai cũng nghĩ báo lá cải với lại ba cái trang Facebook ưa đăng nghệ sĩ này chết, nghệ sĩ kia qua đời. Cái chuyện đó nó làm cho anh bị coi như thường. Thôi không có. Mấy coi cái trang nào anh còn nói cái trang nào đăng, tìm cái trang đó, ý mình vậy đó. Những cái tin thất thiệt đó không nên làm. Nhưng mà cuối cùng thì trong nội bộ báo anh thôi. Lúc đó anh ngồi thẫn thờ đó, anh đang ngồi uống cà phê, anh nói thật là điện thoại bàn công chuyện với ngồi với lại mấy em chuẩn bị sắp xếp cái lịch quay phim á. Mà ngưng luôn á, không uống luôn cái ly cà phê, đem ra mới hớp bỏ luôn. Anh nói trời ơi, anh chỉ kêu trời ơi thôi, sao kỳ vậy. Rồi anh lặng người một chút thì cả tiếng đồng hồ sau anh về tới nhà anh mới lặng người lại. Anh cái suy nghĩ tại sao vậy anh Tài, rồi điện cho mấy đứa em hỏi lý do. Cũng có mặt ở nhà tang lễ rồi, cũng có được chút nào cuối rồi, nhưng
hôm nay cũng như là cái lần mà mình gọi là tiễn đưa chú lần cuối cùng, lần cuối cho từ là xong luôn, là chú sẽ đưa nó về Mỹ để đoàn tụ cùng với cô. Nói chung là cũng rất là anh cũng hơi xúc động chút xíu, tại vì là ban với chú vừa mới quay shopping xong, mới đây không có lâu và sắp tới một tuần nữa là chuẩn bị quay một cái Tết tiếp theo, thì tự nhiên mình thấy mọi thứ nó bị nhanh quá, nên là mình cũng nhưng mà bạn cũng cố gắng là bạn sẽ không có bị cảm xúc nhiều quá, tại vì mình nghĩ là chú luôn là cái người mà rất là vui vẻ tích cực, chú không có muốn mọi người đau khổ đau buồn quá nhiều đâu, cho nên là tôi thì mong là chú ở trên thiên đường sẽ lúc nào cũng vui vẻ như thế, và hãy luôn luôn biết rằng là mọi người luôn yêu thương và luôn luôn nhớ về chú. Tôi không biết chị có thật ra là có nhiều lắm, tại vì bọn anh đi diễn thì cũng quay chung với chú, mà hai chú cháu nói chuyện trên chuyến bay là xuyên suốt một chuyến bay luôn, không có ngủ luôn, rồi những lúc đi quay cùng, rồi gần đây nhất thì chú cũng có gọi bọn anh để mà hát chung ở trên một cái nói chung là hát cùng với chú ở trên Đà Lạt, nhưng mà nói chung mọi thứ thì nó cũng chưa có được thường xuyên. Chắc là nói tới đây thôi, rồi nói nữa thì đông, lại là mọi người đã đóng cửa rồi, nên là may là anh Thanh đến gặp
vui khi mọi người yêu thương chú Chí Tài đến và thương chú. Em hy vọng là mà mọi người sẽ giữ sức khỏe của mình hơn, thì đặc biệt là những người trẻ thì hay lao đầu vào công việc á, quên đi sức khỏe của mình. Mọi người giữ sức khỏe hơn. Thật ra thì anh Chí Tài có rất là nhiều kỷ niệm với tất cả các anh chị em. Và Khang thì rất là may mắn được làm với anh Chí Tài khi mà chương trình Nhà Hát Tình Ca được lên sóng. Thì thật ra là anh Chí Tài là một người truyền năng lượng rất là tích cực đến mọi người. Nhưng mà có một điều mà đến bây giờ thì cái câu nói của anh Chí Tài mà Khang vẫn còn nhớ đó là trong một cái bản nhạc nó sẽ luôn có nốt trầm và nốt bổng. Thì anh Chí Tài vẫn luôn làm tốt vai trò của nốt trầm. Cũng giống như là khi mà mình diễn với bất cứ ai thì anh Chí Tài vẫn luôn luôn làm tốt vai trò của người thứ hai. Và chưa bao giờ anh ấy muốn có cơ hội tỏa sáng trở thành người thứ nhất cả. Một phần vì anh ấy nghĩ rằng có những người số 2 làm tốt nhiệm vụ, làm hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ một phần nào đó sẽ làm cho người thứ nhất cảm thấy thoải mái để họ có thể diễn tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là trong cuộc đời của người thứ hai họ luôn chọn cách sống bình lặng nhưng mà luôn luôn vui vẻ và được sống hết mình với. Thì đó là một câu chuyện mà của anh Tài nó đã làm cho mình suy ngẫm rất nhiều. Cuộc đời có đó rồi mất đó, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để mỗi một người họ có thể sống hạnh phúc với cái đam mê và lựa chọn của chính mình. Ngày hôm nay thì khi đến với lại cái lễ tang này, điều Khang ấn tượng đó chính là mặc dù anh ra đi nhưng mà những gì mà anh đã để lại đã thực sự làm cho tất cả những khán giả hâm mộ cũng như là những anh em nghệ sĩ rất là yêu quý và quý trọng. Và cũng gửi lời cảm ơn đến anh Hoài Linh và chị Việt Hương cùng với các anh chị em nghệ sĩ đã tổ chức một cái tang lễ nó trang trọng, nó ấm cúng và nó gần gũi. Có thể nói là một sự chỉnh chu tốt nhất đến với tất cả những người yêu mến anh ta. Sao đâu nè, sao đâu, 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 sao đ
Tình em này ơi, tình em ơi, tình em ơi, người dân em.